Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một số học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công tu luyện thượng thừa cả thân lẫn tâm. Với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, chúng tôi thường gọi là Pháp Luân Đại Pháp và quý vị biết đó là Pháp Luân Công. Khi chúng ta tập luyện pháp môn này, chúng ta sẽ có một cơ thể rất khỏe mạnh và một trình độ tâm linh thăng tiến. Mỗi tuần chúng tôi đều có một buổi tập luyện tại My Square Park vào sáng Chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tất cả mọi tài liệu tu học đều hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị cảm thấy hữu duyên với Pháp Luân Đại Pháp, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại của ông Andy 714-401-7373 và ông Sang là 714-757-0967. Nếu quý vị quên số điện thoại này, xin gọi cho Phương Thanh 714-260-7311. Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị ngay. Xin cảm ơn quý vị. Và một thông báo nữa Phương Thanh muốn gửi đến quý vị của đài VNA TV là, thưa quý vị biết năm nay là năm mà chúng ta phải kiểm kê dân số, và từ tháng ngày 1 tháng 4 vừa qua đã bắt đầu rồi. Và nếu như quý vị phải khai báo với có những cái đơn gửi về cho quý vị, và trong đó quý vị sẽ trả lời một số các câu hỏi ở trong đó để mình để cho mình biết là mình nghĩa là đó vấn đề kê khai dân số. Và ngay cả những người mà ở trong nhà quý vị cho thuê nhà cũng vậy nữa, những người đó cũng cần phải được đếm luôn. Và nếu như quý vị không làm việc đó thì các nhân viên của chính phủ sẽ đến tận nhà để giúp cho quý vị. Quý vị không làm được, hoặc là quý vị nếu mà quý vị muốn tiện hơn thì quý vị vào trong cái website là 2020census.gov, có phần tiếng Việt nữa để quý vị có thể làm được, có thể điền đơn được. Và Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị, và chúng ta nên làm điều này để cho đó là quyền lợi của những người dân của chúng ta. Và Phương Thanh lại gửi đến quý vị thông báo của thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, thành phố Westminster ra lệnh buộc nhân viên các cơ sở kinh doanh mở cửa vì nhu cầu cần thiết phải mang mặt nạ. Đây là cái thông báo này từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Với nỗ lực tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ y tế chung của cộng đồng, bà Sherry Johnson, tổng điều hành tạm thời của thành phố, đã ra chỉ thị Executive Order EO03 đòi hỏi nhân viên các cơ sở thương mại đang mở cửa vì nhu cầu cần thiết trong mùa đại dịch phải đeo mặt nạ. Chỉ thị này có hiệu lực ngay lập tức và buộc tất cả chủ nhân và người điều hành cơ sở có 4 nhân viên trở lên và có tiếp xúc hoặc quan hệ trực tiếp với khách hàng đều phải mang mặt nạ. Các công ty phục vụ nhu cầu cần thiết được nhận định theo Cơ quan An ninh mạng và Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Chỉ thị này cũng khuyến khích người điều hành chủ nhân cơ sở thương mại cho nhu cầu cần thiết phải đòi hỏi khách hàng phải đeo mặt nạ nữa. Ngoài ra cũng đề nghị các cửa tiệm bán tạp hóa nên định giờ mở cửa đặc biệt dành cho những người lớn tuổi, thành phần có nguy cơ nhiễm bệnh cao và được đề nghị không nên ra khỏi nhà nhiều. Như đề nghị bởi Bộ Y tế tiểu bang và quận Cam, những ai mang mặt nạ nên sử dụng vật dụng làm bằng vải như áo thun hoặc là từ khăn quàng, khăn tắm có thể đã may sẵn hoặc làm tại nhà, thay vì dùng loại N95 là một loại mặt nạ dành riêng cho nhân viên y tế hoặc những người phải trực diện tuyến đầu. Thành phố tiếp tục kêu gọi cư dân, những ai có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài hoặc những người làm việc trong thành phố nên mang mặt nạ, thực hiện việc nên tránh xa nhau theo khoảng cách và rửa tay thường xuyên. Và thưa quý vị, đây là thông báo chính thức của thành phố Westminster, và chúng ta nên tuân theo mấy điều này. Có nhiều người hiện nay ra đường vẫn không mang mặt nạ, và chắc tại vì đeo nó họ cảm thấy khó chịu, hoặc họ cảm thấy là chưa cần thiết. Tại vì bây giờ là có thông báo chính thức rồi, thì xin quý vị nên tuân theo những cái điều lệ này. Và thưa quý vị, tiếp nối Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị bản tin số 406. Ai sẽ thay Kim Jong-un để tiếp quản Bắc Triều Tiên? Bản tin này quý vị biết trong những ngày qua thì ông Kim Jong-un, là hiện nay là chủ tịch Bắc Hàn, đã phải vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Và những cái người ta nói là sau khi ông giải phẫu thì đã bị người ta có một nguồn những nguồn tin thì nói ông bị chết não, có những nguồn tin thì nói là ông nghĩa là hiện nay rất sau khi mà phẫu thuật xong có thể là sẽ bị tàn phế. Thì thực sự ra những cái nguồn tin ở bên Bắc Triều Tiên thì quý vị biết là nhất là những tin tức về sức khỏe của lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn thì dĩ nhiên là họ sẽ giấu
ghê lắm, chỉ có những tình báo của Nam Hàn hoặc tình báo của Mỹ thì họ có thể theo dõi được, nhưng mà cũng chỉ là rất mơ hồ thôi, chứ không thể nào biết chính xác được. Và những cái tin tức này làm dấy lên lo ngại về tương lai của Bắc Triều Tiên, khi mà ông Kim Jong-un chưa có một chỉ thị nào để về người thừa kế, hoặc là tức là phải điều hành đất nước sau khi mà nếu ông không làm việc được, theo báo New York Post cho hay như vậy. Hiện nay cái gia tộc của họ Kim này đã lãnh đạo Bắc Triều Tiên khoảng 70 năm nay rồi, từ đầu là ông Kim Chính Nhật. Ông Kim Nhật Thành, xin lỗi, Kim Nhật Thành là cái người là đứng đầu của họ Kim, là ông nội của Kim Jong-un bây giờ, rồi đến bố của Kim Jong-un là Kim Chính Nhật, rồi đến Kim Jong-un thì mình tiếng Việt mình gọi là Kim Chính Ân đó. Thưa quý vị, theo truyền thống thì cái quyền lực tối cao này sẽ được chuyển giao cho con trai của Kim Jong-un. Nhưng mà Kim Jong-un thực sự không có con, chưa có con của Kim Jong-un thì không biết được có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái, nhưng mà còn quá nhỏ. Tại ngay cả Kim Jong-un mới có 37 tuổi thôi, thành thử ra con thì còn rất bé. Và hiện nay người ta nói 36, có tin thì nói 37, nhưng mà hiện nay thì có hai người, một người anh trai của Kim Jong-un và một người cô em gái, là cái cô này tên là ông mà anh trai thì ông ấy không có tha thiết gì lắm mà không về vấn đề quyền lực, nhưng mà cái cô em gái này là cái cô mà đã từng du học với Kim Jong-un ở bên Thụy Sĩ, và hồi mà còn sống thì ông Kim Jong-il là bố của hai người này rất thương yêu cô con gái này, gọi là cô con gái rượu đó, cô công chúa rất thương yêu. Và cô này đã được ở sát bên cạnh cha để học hỏi rất nhiều về vấn đề chính trị, và nhất là học hỏi về những cái thủ đoạn của bọn Tàu Cộng. Thì Kim Chính Nhật được nghe nói, tức là Kim Jong-il đó được biết là, hay là Kim Nhật Thành, Phương Thanh không rõ, nhưng mà Kim Chính Nhật là bị tụi Tàu Cộng nó đầu độc chết rồi, ngay cả rồi, cho nên là cô này cô rất hiểu hai anh em của, đó là Kim Jong-un và Kim Jo Jong này, rất hiểu những cái thủ đoạn của Tàu Cộng. Thì bọn cộng sản là nó hiểu nhau lắm, nhất là được là chân truyền của bố nữa, cho nên hiện nay người ta nghĩ là cô này sẽ được nhìn nhiều, nhất là ngó tới nhiều nhất. Nhưng mà theo cái tục lệ, theo cái gọi là truyền thống của Bắc Hàn thì cũng vẫn là trọng nam khinh nữ, người Đại Hàn họ vẫn trọng nam khinh nữ, cho nên là không biết là có được hay không. Và quý vị, cô này cố rất nhiều quyền lực và cố là được nắm trong tay tất, tại được người Kim Jong-un này là hoàn toàn tin tưởng cô em gái này. Chỉ có điều là ở trong một cái hệ thống mà ở chính quyền của Bắc Triều Tiên thì chưa chắc là cô này đã được chọn. Và hiện nay nếu như muốn thì quý vị biết là mỗi một lần mà trao đổi, nhất là thay thế trao đổi quyền lực như vậy thì thế nào phải có đổ máu, và chắc chắn là không thể nào tránh khỏi được. Và quý vị biết, nghe có một nguồn tin là Tập Cận Bình đã đem lính, đem quân đội sang bên đó rồi, rất nhiều để mà bảo vệ cho Kim Jong-un, tại vì sợ rằng các tướng lãnh họ sẽ làm phản, họ sẽ lật đổ. Thì nếu mà thực sự Bắc Hàn mà có chuyện gì thì bên Tàu Cộng cũng thấy mệt lắm, là tại vì lúc nào cũng Tàu Cộng luôn luôn mà lợi dụng ở bên Hàn Cộng này để mà có thể là để phá rối, để mà làm nghĩa là suối bẩy Kim Jong-un, bởi vì đói, bởi vì cần phải có viện trợ, cho nên Bắc Hàn luôn luôn phải nghe lời, nghĩa là Tàu Cộng muốn gì thì có nghĩa là quấy tung lên để mà có thể làm eo, làm sách, làm giá, nghĩa là làm khó dễ với Mỹ, rồi nghĩa là làm tay sai đắc lực cho bọn Trung Cộng. Cho nên nếu mà bây giờ, nếu mà Kim Jong-un mà chết trong thời này, trong cái hoàn cảnh này, thì bên Tập Cận Bình cũng thấy là xính vính, chứ không phải là chuyện bình thường. Và hiện nay thì chúng ta chưa biết rõ được chuyện gì có thể xảy ra, chúng ta chờ coi. Những cái nước Ả Rập Saudi hoặc là những nước mà gọi đến để mà hỏi thăm Kim Jong-un thì đã được cơ quan truyền thông của Bắc Hàn trả lời, chứ mà thật sự Kim Jong-un chưa lên tiếng và cũng không có gì cả, tức là họ vẫn chưa có loan truyền bất cứ một tin tức xấu gì về Kim Jong-un, chỉ là những cơn bệnh thôi. Và họ rất hy vọng là tin của Bắc Hàn thì nó kín như bưng vậy, và chúng ta chỉ biết như vậy. Và thưa quý vị, một bản tin nữa Phương Thanh muốn nói đến là bản tin số 649. Bản tin này Phương Thanh đã nói từ mấy ngày trước rồi, nhưng mà bây giờ phải lập lại, là bởi vì sao? Có rất nhiều người chưa nghe và người ta hầu như người ta không quan tâm tới.
Bản tin là tờ Điếu Sài Gòn, California. Bản tin này Phương Thanh đọc lại, cái người phóng viên họ viết, họ đi họ phóng sự đó. Tuần rồi, một bà đi chợ dẫn theo đứa con trai chừng hơn 10 tuổi. Ra tới xe, thằng nhỏ tháo bao tay ra, tính nhét vào túi quần, chắc đem về nhà để bỏ vào thùng rác. Bà đánh vào tay nó một cái chát, rồi bảo nó ngồi xuống đường ngay lập tức. Đó là lời của ông Tony, một nhân viên thu xe đẩy trong một chợ khá lớn ở Garden Grove, kể với phóng viên của Nhật báo Người Việt vào sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 4. Câu chuyện liên quan đến sự lan tràn rác rến thời đại dịch Vũ Hán. Nhìn quanh không thấy thượng cấp, ông ngồi bệt xuống thành xi măng trồng hoa rồi kể tiếp. Tôi nghe rất rõ, bá la, thằng con bá là mày ngu thì ngu vừa vừa thôi chứ, rước bệnh về nhà hả? Mẹ dạy con xả rác nơi công cộng, tôi mới thấy là lần đầu thôi. Đó là lời của ông nói như vậy. Buồn hơn là thằng nhỏ tỏ ra biết lỗi và rất hối hận. Ông lắc đầu ngao ngán khi nói lại câu này. Chuyện này xảy ra hồi tuần trước. Tôi kể cho vợ con tôi nghe mà không ai tin được. Không thể ngờ có chuyện như vậy xảy ra, nhưng chuyện đã xảy ra và tôi là người chứng kiến, ông nói thêm. Tại một khu chợ khác ở Santa Ana mà khách hàng hầu hết là người gốc Việt, ông Nguyễn, một nhân viên thu xe đẩy, nhiều lần bị cấp trên phê bình vì không nhặt dạng những cái rác do những người mà người ta xả rác ra, vì găng tay rồi mặt nạ, họ đi ra xong cái họ vứt phẹt xuống đất, ai muốn làm gì thì làm. Ông Nguyễn thở dài và nói, tôi bị la hai lần hồi tuần rồi, và một lần thì mới ngày hôm qua, người nào đi chợ xong cũng lột cái rẹt ra, ông giọng miền Nam nó rẹt ra rồi quăng đầy đường hết, một mình tôi làm sao mà lượm cho kịp, phần lại bị gió thổi tung tứ phía cả, cái nhẹ thì bay lung tung, cái nặng thì lủng lẳng trên cây, trên xe đẩy. Và cái bản tin này xin mang kỹ thuật lấy cho những cái hình 650 để gửi cho quý vị coi những cái bằng găng tay, những cái gọi là những cái mặt nạ nó bay tứ tung hết. Và thưa quý vị, ông nói rằng ông nhận xét là nhiều người ăn mặc rất lịch sự lắm mà không biết họ nghĩ sao khi làm như vậy. Ông Jose, một nhân viên gốc Hispanic thu xe đẩy cho chợ của người Việt, cũng một người Việt, chợ này không phải chợ người Việt mà là chợ người Việt Nam đó, cũng ngao ngán lắc đầu khi nhìn thấy những dấu tay của COVID-19 tràn ngập khắp nơi trong bãi đậu xe. Ông nói, trong 5 giờ làm việc của tôi gặp hàng triệu cái găng tay và những mặt nạ do khách hàng bỏ lại dưới mặt đường và trong xe đẩy. Dĩ nhiên không chợ nào có lượng khách đông như vậy, nhưng sau khi trừ hao sự phóng đại của ông Jose, người ta có thể thừa sức hình dung được những dấu tay của dịch bệnh này quanh các chợ vùng này cũng giống nhau thôi. Một nhân viên khác của một chợ tại Anaheim cũng ngao ngán khi nói về hiện tượng này. Bỏ trong xe thì tôi còn lượm được, còn xả ra đường tôi không cách nào lượm kịp cả. Ông than như vậy và nói, tôi vừa phải lo trong chợ, vừa lo ngoài bãi đậu xe, không cách chi mà làm cho xuể, quét lại chắc gom thành ngọn núi, lại một người than nữa. Và dĩ nhiên là ông phải phóng đại rồi. Quý vị biết những cái rác này phần nhiều là nhất là găng tay cao su hoặc là ni lông đủ màu trắng đục trong suốt màu xanh, Phương Thanh nhìn thấy luôn, và màu hồng nhạt, màu xanh hoặc đen, và một số những cái mặt nạ bằng giấy nữa. Những dấu tay này khi thì ngạo nghễ ngay trên xe đẩy của chợ, lúc thì khép nép quanh các lùm cây và khuất lấp trong lòng bãi đậu xe. Trong khu Bank of America ở góc đường Magnolia và đường Bonsa thuộc Westminster, một phụ nữ gốc Việt khoan thai đẩy xe từ chợ bước ra. Sau khi chất rau quả, thịt và đồ hộp mì gói vào xe, bà kéo cái xe đẩy vào chỗ đậu xe bỏ trống bên cạnh, thản nhiên tuột đôi găng tay cao su màu xanh dương, vứt xuống đất rồi vào xe nổ máy vội vã đi, như để mau mau tránh xa đôi găng dơ bẩn có thể vì dính vi trùng ở đằng sau lưng. Không lâu sau, cũng tại khu này, một ông quá tuổi trung niên, đeo kính trắng có vẻ trí thức, cũng chất thịt thả hoa quả và rau thơm vào xe, cởi găng tay rồi vứt xuống đường, rồi tháo những cái mặt nạ ra, rồi vứt xuống đường châm điếu thuốc lá, hộn chống lạnh, ngấu nghiến rít lấy. Vừa hút thuốc, ông vừa giơ chân đá rác rến, ông vừa vứt xuống đường ra, dường như là để không ai nhận ra là của ông cả. Và quý vị thấy có ích kỷ hay không? Bản tin này còn dài nữa, nhưng mà kể nhiều lắm. Nhưng mà thưa quý vị biết là mình vừa mấy ở trong người mình thải ra rồi mình đẩy ra xa, mình sợ lây người khác lây bệnh, trong khi mình chỉ ích kỷ cho mình thôi. Sở dĩ Phương Thanh đã đọc lại bản tin này cho nó rõ tại có hình ảnh. Còn thực sự ra Phương Thanh mới đi chợ khi đọc tin bản tin này mấy ngày hôm trước. Bây giờ đi chợ Phương Thanh nhìn rõ luôn, không phải là chỉ nghe tin báo thôi, trên báo thôi, mà chính mắt mình nhìn thấy đầy đường hết ở trong các bãi đậu xe của chợ. Thì đó là một điều mà
không nên chút nào, người ta đánh giá mình rất thấp trong những hành động như vậy. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an, một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc, và xin mọi người giữ vệ sinh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.